Dạ con kính ơn Tam Bảo, kính ơn Bổn Tôn, kính ơn Thầy, cùng kính lớp thân yêu. Hôm nay con xin phép Thầy cùng cả lớp cho con kể lại một câu chuyện về sự nhiệm màu của kinh Địa Tạng ạ. Sáng nay con gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ, con cũng động viên mẹ đọc kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Ngài. Mẹ con nói rằng tối nào mẹ cũng niệm Ngài 1000 niệm. Mẹ con kể tiếp, gần nhà mẹ có một bà bị liệt 4 tháng nay, cứ nằm bất động. Bà kể rằng tối ngủ toàn mơ cảnh địa ngục, rồi nhìn thấy một người nam cao, đi bên cạnh là hai đứa trẻ, tâm trạng thì bất ổn lắm. Mẹ con gặp người con của cụ ấy trên đường đi chợ về. Mẹ con nói rằng, cô hãy đọc kinh Địa Tạng cho cụ nghe. Nếu hết duyên trần thì bà ra đi nhẹ nhàng, nếu còn duyên thì bà sẽ sống khỏe mạnh và có duyên với Ngài Địa Tạng, Ngài sẽ gia hộ cho. Cô ấy nghe mẹ con dặn như vậy, cô về nhà hàng ngày đọc kinh Địa Tạng cho cụ nghe. Thật bất ngờ và nhiệm màu, sau hai hôm đọc kinh, cụ không mơ thấy cảnh địa ngục nữa và bỗng nhiên cụ ngồi dậy được mà trước đó cụ nằm liệt giường 4 tháng. Cả nhà cụ ấy vô cùng mừng rỡ và đã gặp mẹ con chia sẻ lại sự việc ấy. Mẹ con kể câu chuyện về cụ khi nghe kinh Địa Tạng mà nhiệm màu đến vậy, con mừng lắm mẹ. Thực sự, kinh Địa Tạng rất vi diệu và thù thắng. Con cảm thấy ấm áp và vui lắm. Cả nhà mình cùng nhau tiến bước nhé. Kinh Địa Tạng vô cùng cần thiết cho chúng sinh, là gốc rễ của tu học. Dạ con kính cảm ơn Thầy. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sam mô đi so ha.